xin chào các bạn rất vui được gặp lại các bạn trở lại với kênh vlog của mình mình là phú đây thì à, mình có nhận được một số cái yêu cầu cũng như là comment của các bạn như vậy cho mình các bạn nói là làm cái video chia sẻ các bạn cái cách mà cài cái tiếng việt trên cái windows 10 á thì à, trong những video trước mình có chia sẻ với các bạn là cái tiếng việt á khi mà các bạn cài lên trên windows nó xài rất là chán luôn do là cái uh, windows nó không có hỗ trợ cái tiếng việt chúng ta và cái tiếng việt này người ta dịch ra theo cái kiểu mà giống như là google dịch á cho nên là nó không có được chính xác cho lắm. Nên khi mà sử dụng tiếng Việt nó cũng gặp mà khá là nhiều khó khăn. Nhưng mà theo yêu cầu các bạn thì mình vẫn cũng làm cái video này để chia sẻ với các bạn ha. Tại câu tìm kiếm này các bạn gõ cho mình cái lệnh là language Đây language thì ở đây nó sẽ hiện ra cái này này Các bạn chọn region and language setting nhé Bấm vào đây Rồi tại cái cột này các bạn nhìn này Cái phần mà country or region này các bạn sẽ chọn cái quốc gia mà các bạn đang sinh sống thì cái này các bạn chọn được mà không chọn được chả sao cả Các bạn chỉ cần quan tâm đến cái phần là language này thôi thì ở đây các bạn thấy này, nó đang sử dụng cái ngôn ngữ là tiếng Anh à, ở nước Mỹ ha, English uh, United States này. tiếng Anh của người Mỹ. Thì à, các bạn à, sẽ à, cài cái tiếng Việt cho nó bằng cách là các bạn bấm vào phần là add a language, bấm vào đây. Rồi các bạn sẽ gõ ở đây à, cái phần là ở Việt Nam, à, Việt Nam. Đấy nó sẽ ra đây này, các bạn chọn tiếng Việt. Rồi sau đó các bạn bấm next. Đó, nó sẽ tìm ra cái ngôn ngữ tiếng Việt cho các bạn và các bạn chọn vào à, ví dụ như các bạn muốn cài đặt tiếng Việt là cái ngôn ngữ chính trên máy các bạn thì các bạn tích vào đây cái phần là set at my window display language ở đây chọn vào rồi các bạn bấm vào cái phần là install đó thì nó sẽ tiến hành là nó download cái bộ à, cài tiếng Việt cho các bạn ha Đấy. rồi chúng ta có thể bấm vào đây để chúng ta option ta coi này là nó đang download về thì ở trong cái phần này nó sẽ có cái phần là basic typing có nghĩa là cái bộ gõ cơ bản cũng như cái phần mà nó phát âm tiếng việt cho chúng ta ha thì khi mà cài cái này vào á các bạn nhìn này nó có thêm cái phần là keyboard keyboard này nó đã để sẵn là tiếng việt rồi có nghĩa là nó hỗ trợ cho các bạn gõ tiếng việt trên cái windows 10 này luôn các bạn không cần phải cài thêm cái phần mềm hỗ trợ ví dụ như là unikey hay vietkey vào nữa và cái này nó gõ hình như là theo cái kiểu là à, Telex thì phải chứ không phải là uh, vinyl đâu đấy các bạn nhìn này đấy, các bạn bấm đây rồi chúng ta chờ xíu cho nó download về nhé rồi thì uh, sau khi mà download xong này nó báo là language pack install này bấm back trở lại đấy và nó kêu là các bạn uh, nó sẽ hiển thị sau cái lần khác mà các bạn đăng nhập vào, thì các bạn phải restart cái máy lại nhé, restart cái Windows lại để cho nó chấp nhận cái thay đổi này. OK, giờ mình sẽ restart máy lại nhé, bấm đây, rồi restart. Rồi các bạn chờ một xíu cho nó khởi động cái máy lại nha. Rồi, sau khi nó khởi động lại thì mình sẽ à, tiến hành là mình đăng nhập vô Windows ha, Gọi cái mật khẩu vô này. Rồi bây giờ cái Windows đã khởi động xong rồi, các bạn nhìn này, bấm vào đây thử nha. Đấy các bạn nhìn này, hoàn toàn nó đã đổi sang tiếng Việt rồi. Đấy hoàn toàn đổi sang tiếng Việt rồi. Mình sẽ vào trong cái Windows Explorer cho các bạn coi. Đấy các bạn nhìn này, không? nó đổi này, bàn làm việc rồi PC này thế này thế kia, đấy nó đổi sang tiếng Việt hết rồi. Đấy, rồi các bạn nhìn này, khi mà như thế này ấy thực sự mình rất là khó chịu luôn bởi vì nó đổi hết qua tiếng việt thế này mình chỉ còn cách là mình nhìn cái biểu tượng thôi chứ mình còn không có đọc được cái tên của nó nữa bởi vì cái tên nó bị đổi sang tiếng việt này mình không có quen thực sự là không quen nếu như các bạn đã xài quen thì các bạn à, sử dụng rất là dễ dàng còn những ai mà mới đổi từ tiếng anh sang tiếng việt thì thực sự là rất là khó và những bạn mà đang xài tiếng việt đấy thì các bạn sẽ phải gặp một cái khó khăn đó là khi các bạn có xem những cái hướng dẫn hoặc là những cái cài đặt khác của người khác ấy, để các bạn xem ấy thì khi mà người ta nói những cái phần tiếng Anh thì các bạn về các bạn tìm trong máy các bạn rất là khó ha. Đấy ví dụ như là mình gõ, khi mà các bạn cài tiếng Việt vào rồi ấy, ví dụ các bạn muốn gõ Control Panel đi, nó sẽ, à... đây. Các bạn gõ Control Panel nó vẫn hiện ra đây nha, nó vẫn hiểu được này. Đấy rất là hay luôn. Đấy cài vào, đấy các bạn nhìn này. Đấy, à, nó đổi hết sang tiếng Việt rồi, nó đổi hết sang tiếng Việt luôn, đấy mình chỉ còn cắt là mình mò cái biểu tượng thôi chứ còn thực chất ra nó đổi sang tiếng Việt vậy là rất là khó chịu luôn, mình sẽ rất là khó sử dụng. Rồi trong trường hợp mà nếu các bạn mà à, xài tiếng Việt rồi ấy, các bạn thấy chán quá, các bạn muốn đổi ngược lại tiếng Anh thì các bạn cũng làm tương tự thôi, ngược lại ha. Các bạn cũng tiếp tục gõ vào language, các bạn vào đây, rồi các bạn à, tiếp tục ở đây này, các bạn sẽ chọn cho nó là cái thằng tiếng Anh này thôi, United States này, rồi các bạn cũng khởi động máy lại ha khởi động máy lại một lần nữa đây khởi động máy lại một lần nữa à, khởi động lại rồi mình nhập mà bắt buộc vào nha đây các bạn nhìn đây thì sau khi mà các bạn đổi ngược lại thì nó lại trở lại tiếng anh thôi đó rất là dễ dàng ha đó thì các bạn có thể là cài tiếng việt vào các bạn xài các bạn trải nghiệm nếu mà không thích tiếng việt các bạn đổi lại đổi ngược lại tiếng anh đó thì ngoài tiếng việt và tiếng anh ra các bạn có thể cài bất cứ cái ngôn ngữ nào mà các bạn thích ha nhất là các bạn mà đang học ví dụ như là tiếng hoa tiếng hàn hay tiếng uh, gì đó đại khái là bất cứ ngôn ngữ nào các bạn có thể cài tương tự nha rồi thì cái video này mình xin được tạm dừng tại đây rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé xin chào các bạn rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.